Chúng ta đang có mặt tại đây để cùng tham dự một sự kiện đầy niềm vui và ý nghĩa. Và trong giờ phút trang trọng này, cô dâu và chú rể xin được chuyển lời qua những nền chương trình gửi tới quý vị những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Và kính thưa quý vị thân mến, sau đây tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu với quý vị cô dâu Thu Trang và chú rể Văn Dương sẽ bước lên sân khấu để ra mắt trước toàn thể hồi hôn. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng nâng bước cho đêm đương trong ngày trong đại hôm nay. Thưa quý vị thân mến, nào diệu kỳ hơn ngọn lửa của tình yêu? Chỉ có hai con tim yêu thương nhau mới có thể hòa cùng trong một nhịp đập, cùng nhau đi đến hết con đường để con thuyền tình yêu đó đến ngày hôm nay cập bến bờ hạnh phúc. Cô dâu và chú rể, họ đã tìm được người ngày xưa hẹn ước, tìm được người ngày trước hẹn hò, tìm được người để chung một con đò sâu sâu biển cạn, hẹn hò có nhau. Và trên sân khấu lúc này đây chính là đôi tân lang và tân gia nhân, xứng đáng để quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, có câu rằng con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới nở cảnh xanh lá, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Và ngày hôm nay cô dâu và chú rể họ được đứng bên nhau ở trong ngày vui vô cùng hạnh phúc này chính là nhờ công ơn dạy bảo của những bậc làm cha làm mẹ, cũng như sự quan tâm chú đáo của hai bên gia đình. Và ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính mời hai bác đại diện của hai gia đình mà chúng tôi vẫn thường gọi vui rằng là hai vị bộ trưởng bộ ngoại giao sẽ bước lên sân khấu có những lời chào dâu và nhận dâu. Hôm nay kết nghĩa thông gia, chúc cho hai họ đậm đà tình thân, bền duyên kết nghĩa trăm năm, dâu hiền dề thảo được lòng mẹ cha. Và để tỏ lòng mến khách của những người văn đức, chúng tôi xin được nhường lời cho bác đại diện của gia đình họ nhà trai sẽ có những lời phát biểu đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời bác. Các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể các bác, anh chị em, nam nữ của hai họ, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự nhất trí của hai cơ quan đoàn thể, được sự nhất trí của hai gia đình, hai cháu. Hôm nay gia đình chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức cho hai cháu, và tôi quyết định nhời đến chúc phúc các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em có một sức khỏe tốt, mà gia đình hạnh phúc. Lần đầu tiên cho gia đình chúng tôi xin phép được ngày hôm nay xin cháu dâu về được ngày lành tháng tốt. Vâng, xin một lần nữa xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà toàn thể. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta được lắng nghe những lời phát biểu vàng ngọc, lời phát biểu xin dâu của vị đại diện của gia đình họ nhà trai. Đến tiếp theo chương trình, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với lời phát biểu của bác đại diện cho gia đình họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các vị quan khách có mặt trong buổi lễ vu quy ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe. Vâng, đã đến đây chúc phúc cho con cháu chúng tôi. Vâng, kính thưa quan viên hai họ, hôm nay ngày lành tháng tốt, cũng như vị đại diện cho họ nhà trai đã nói, gia đình họ nhà trai có cái lễ trước kính gia tiên, sau xin đón cháu Trang về làm dâu của ông bà Du Nguyệt, làm cháu dâu của họ hàng họ nhà trai. Thì gia đình chúng tôi thay mặt cho họ nhà gái xin nhận lễ đón dâu, đồng thời cũng nhận cháu Dương từ nay làm con rể của ông bà Sinh Hiên và cháu rể của họ hàng gia đình chúng tôi. Thì tôi trước hết là tôi cũng chỉ muốn nói rằng hôm nay là hai cháu chính thức lên duyên chồng vợ, thì chỉ mong rằng các cháu sống sao hòa thuận trọn vẹn suốt một cuộc đời hạnh phúc. Cuối cùng tôi không còn ngược lời, tôi xin chúc tất cả các cụ, ông, các bà có mặt ngày hôm nay sức khỏe. Chúc buổi lễ thành hôn của hai cháu thành công tốt đẹp. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin đề nghị hai bác thông gia hãy để tình thông gia thân mãi càng thân. Xin được chúc cho tình thông gia của hai gia đình mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin được trân trọng cảm ơn hai bác. Chúc cho hai bác luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, và mời hai bác hãy cùng tiến hành những bằng việc tiếp tục dự buổi lễ vu quy của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể họ đã trải qua một chặng đường rất dài,
trải qua biết bao nhiêu năm đời tháng chờ, trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu, để ngày hôm nay họ đã như một con thuyền chung bến. Và để được có giờ phút hạnh phúc này, tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy cùng hướng ánh mắt của mình lên sân khấu để cùng chào đón một người vô cùng đặc biệt với cô dâu và chú rể. Tôi xin được trân trọng kính mời mẹ của cô dâu sẽ có những món quà đặc biệt ý nghĩa dành tặng cho con gái của mình. Xin được trân trọng kính mời bà. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời của bà ngoại dành tặng cho các cháu của mình. Con xin được trân trọng kính mời bà đến sân khấu. Món quà của các gì ạ? Kính thưa quý vị thân mến, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đừng quên nghĩa mẹ công cha, nhờ ai mới có đôi ta trưởng thành, có gốc thì mới sinh cành, nên duyên chồng vợ sinh thành kỳ ơn. Tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời món quà của các gì và em của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lên sân khấu. Và kính thưa quý vị thân mến, theo đồng hồ của bạn của chúng tôi thì lúc này đã đến giờ phái đoàn gia đình ở nhà trai xin phép xuất phát trở về với gia đình và nhà trai để tổ chức lễ thành hôn trọng đại cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin được tiếp tục chuyển lời cảm ơn tới sự hiện diện đông đủ của toàn thể hai gia đình, quan viên, các vị đại diện trưởng bối. Chờ thanh thang
trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng. Cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Cho dù đường xa xa xôi, những vì hạnh phúc nửa đôi ta về. Cho dù công việc bồn bề, những vì duyên mới ta phải về chung vui. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, qua thời gian tìm hiểu, chú rể có nói với cô dâu rằng ước gì anh cưới được làng, chúng cha chúng mẹ sớm chiều bên nhau. Anh về quốc đất trồng cau, để em trồng ké, dây trồng một bên. Mai này trồng nọ nở lên, cau kia cây trái mình nên vợ chồng. Anh trèo hái quả cau xanh, bổ ra làm tám mời em ăn trầu. Trầu lầy tên với vôi tàu, ở giữa đẹp quế đôi đầu săn cay. Yêu nhau ăn miếng trầu lầy, dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù lòng. Miếng trầu nên đạo vợ chồng, ăn năm ba miếng cho lòng nhớ thương. Cầm nược và nhớ cầm gương, mà cầm khăn ở túi làm giường nhớ nhau. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, qua thời gian tìm hiểu của chú rể và cô dâu, đến ngày hôm nay đã được sự đồng ý của hai bên chính quyền. Hai bên cha mẹ đã chọn ngày lành tháng tốt để cho đôi bạn trẻ thực hiện ước mơ trồng cau của mình. Và ngay giờ phút này đây, cho phép tôi xin thay mặt cho những người làm chương trình xin trân trọng buổi lễ trao duyên mới của đôi bạn trẻ được bắt đầu. Ngày đẹp nhất để anh cưới làng, ngồi đây đông đủ họ hàng, bạn bè quý khách để càng thêm vui, sập sình tiếng nhạc cho vui, trai tài gái sắc đang ngồi bên nhau, lời ca tiếng hát bay cao, mừng cho hạnh phúc trăm năm vững bền. Để mở đầu chương trình văn nghệ chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, thì xin mời quý vị và các bạn đón nghe chị hai của chúng em xin gửi tới quý vị với các bạn một bài hát
khách đến chơi nhà lời mới. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức và đón nghe. Toàn thể hồi hôn, đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong buồn chảy ra. Lúc con thừa thủa còn thơ, ngày nay con lớn bây giờ là đây. Mới thủa nào còn chưa khăng chơi đáo, bây giờ biết đốt pháo chơi hoa. Tình yêu sum họp một nhà, chúc mừng đôi bạn đượm đà tơ duyên. Và ngay giờ phút này đây, cho phép tôi xin thay mặt cho những người làm chương trình xin trân trọng kính mời một bác vị đại diện của họ nhà trai và một bác vị đại diện của họ nhà gái ra trước phòng cưới để trao dâu nhận rể trước sự chứng kiến của quan viên hai họ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, tôi xin trân trọng kính mời và kính mời bác vị đại diện của họ nhà gái phát biểu. Kính thưa các cụ, ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè nam nữ, thanh niên của hai cháu Dương và Trang. Trước tiên tôi xin thay mặt cho gia đình họ nhà gái gửi lời cảm ơn đến sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo họ nhà trai và chúc tất cả các cụ, các ông, các bà có mặt trong hôn trường của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Vâng, hôm nay ngày lành tháng tốt, sự nhất trí của hai bên cha mẹ đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, cho hai cháu xây dựng hạnh phúc trăm năm, và được sự nhất trí của chính quyền địa phương đã cho hai cháu đăng ký kết hôn. Hôm nay, trong giờ phút này, chúng tôi rất phấn khởi, chỉ mong muốn rằng kể từ nay trở đi, hai gia đình thông gia ngày càng bền chặt hơn để giúp đỡ bảo ban các cháu, sao cho các cháu xứng là dâu hiền, rể thảo. Tôi xin chúc tất cả các cụ, công, các bà có mặt hôm nay có một sức khỏe, chúc cho buổi lễ thành hôn thành công tốt đẹp, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin ngừng lời. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể hồi hôn, đáp lời họ nhà gái. Vâng, xin kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, tùng toàn thể, các bác, anh chị em nam nữ gần xa. Trước tiên cho tôi gửi lời xin kính chúc các vị một sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Kính thưa các ông, các bà cùng toàn thể nam nữ, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự nhất trí của hai gia đình, được sự nhất trí của hai cháu, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi tổ chức cho hai cháu. Tôi có lời xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách gần xa bớt chút thời gian vàng ngọc đến dự lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ. Vâng, kính thưa toàn thể hồi hôn, diều Loan, diều Phường, diều mình, diều ta, diều lầy chú rể lấu tối hôm qua, giấu cha giấu mẹ mang ra mời người. Vâng, xin mời quý vị và các bạn hãy chứng kiến chú rể và cô dâu tay trong tay rót lên thác ly đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Tình yêu lứa đôi mình
Vâng, xin mời tất cả các nhiếp ảnh gia điện thoại Nokia, Samsung nhất và quay cho mình đoạn video hay nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ. Vâng, đã hết trai thứ nhất và chia sẻ mặt trai thứ hai ra. Vâng, trai siêu thứ hai đã được chú rể đắp mặt vâng, con. Vâng, mời quý vị hãy lộ lên một tràng pháo tay cùng với đi rượu hồng của chú rể và cô dâu. Vâng, và bây giờ xin mời chú rể và cô dâu cầm đèn bút này, anh trai để mời em mời. Vâng, và bây giờ xin ai mời hai bác, vâng, cùng nâng ly giao chén rượu giao bôi của hai bên, chứng kiến của hai bên gia đình đại diện của họ nhà trai và họ nhà gái cùng chú rể và cô dâu. Vâng, xin mời quý vị và các bạn hãy đếm cùng tôi từ 3 đến 1 để hai bác vị đại diện cùng chú rể và cô dâu đàn đi trong buổi trưa ngày hôm nay. 3, 2, 1. Vâng, xin mời ạ. Vâng, xin mời tất cả các nhiếp ảnh gia điện thoại Nokia, iPhone 5 và iPhone 6 hãy hướng lên để chụp cho mình kiểu ảnh đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Vâng, xin mời hai bác đại diện trở về vị trí của mình. Lên những ly bánh kem hồng của mình đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Buổi trưa ngày hôm nay, sự tình yêu ngọt ngào và trong sáng của đôi bạn trẻ. Vâng, chiếc bánh thứ hai. Vâng, chiếc bánh thứ ba. Và đó là một nền tảng của gia đình hạnh phúc và sẽ rất nhiều những sự may mắn trong tình yêu của đôi bạn trẻ. Hoàng nhất cô dâu hoa cài trên đầu, tay ôm bó hoa tươi, chú rể phấn chấn tươi cười, nhìn người vợ đẹp với đôi môi hồng trên phong hát trái tim nồng, với đôi nói phượng hoa hồng sánh đôi. Cô dâu xinh đẹp của anh ơi, anh trao nhẫn cưới trọn đời thủy chung. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy chứng kiến chú rể và cô dâu họ sẽ trao cho nhau cặp nhẫn cưới đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đó. Vàng 4 con 9 đính kèm kim cương, nhẫn trao nỗi nhớ niềm thương, để cho đôi bạn đời đời bên nhau. Từ nay em đã có chồng, anh thời có vợ thỏa lòng ước mong. Vâng, cặp nhẫn cưới của đôi bạn trẻ đã được chú rể và cô dâu họ sẽ trao cho nhau vào ngón giáp út của bàn tay trái của mình. Vâng, xin mời quý vị và các bạn lổ lên một tràng pháo tay đi nào. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Chính vì vậy nhà thơ Xuân Diệu có viết: anh muốn làm sóng biếc, hôn lên mái cất vàng, hôn thật nhẹ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi, hôn đi và hôn lại, cho tan cả đất trời, anh mới thôi giàu dạt. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy chứng kiến chú rể và cô dâu họ sẽ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đó. Vâng, trước khi chú rể hôn cô dâu, cho tôi hỏi chú rể một câu, chú rể đã hôn cô dâu bao giờ chưa? Dạ, cũng có ạ. Nụ hôn của chú rể và cô dâu là chỉ là hai người vùng một. Nếu chú rể hôn lên trán cô dâu thì cô dâu sẽ sinh cho chú rể một cô bé gái rất là xinh. Hai, nếu chú rể hôn lên má cô dâu thì cô dâu sẽ sinh cho chú rể hai cô bé gái. Ba, nếu chú rể hôn vào môi cô dâu thì cô dâu sẽ sinh cho chú rể một trai và một gái. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, theo quý vị và các bạn thì chú rể hôn vào đâu cô dâu ạ?
Vào đâu ạ? Vào môi đúng không ạ? Và bây giờ xin mời chú rể quay vào cô dâu 37 độ 5. Và cô dâu sẽ quay vào chú rể 35 độ 7. Hắn từ từ, hai tay của cô dâu đặt lên hai bờ vai của chú rể. Chú rể sẽ đặt vào phần mềm nhất của cô dâu. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, tất cả các nhiếp ảnh gia, điện thoại Nokia, iPhone 5 và iPhone 6, hãy hướng lên chụp cho mình kiểu ảnh đẹp nhất, quay cho mình đoạn video hay nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, sau khi quý vị và tôi đếm từ 3 đến 1 để cho chú rể và cô dâu thực hiện nụ hôn của mình. 3, 2, 1. Bên em, bên em, anh say cho mình hạnh phúc. Đôi môi em anh ngỡ cánh đào. Hôn đến bao giờ là pháo sáng ngừng thì thôi cơ mà. Những sai vâng. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, chú rể vừa nói với cô dâu rằng: em ơi, mỗi năm có một mùa thu, mỗi năm có một thằng cu ra đời. Em cười, em bảo giống ai? Anh cười, anh bảo giống ba chúng mình. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, chả mấy chốc mà bước sang năm 2018, chính ngôn trường cưới của chúng ta đây sẽ cất lên tiếng khóc của trẻ thơ và vang vẳng lời ru của người mẹ: ấu ơ, con ngủ cho ngoan, tầm này năm ngoái bố mày hôn tao, đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, đúng là công cha như núi đất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Hôm nay nên vợ thành chồng thì không thể thiếu công ơn sinh thành. Vâng, và ngay sau đây xin mời mẹ của chú rể có món quà mau trao tặng cho hai con của mình. Xin mời cô. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn khép mi nỗi buồn sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh nhìn em âu yếm. Vâng, xin mời bố chú rể có món quà mang tặng cho con trai và con dâu của mình. Vâng, xin quý vị nổ lên một tràng pháo tay đi nào. Vâng, xin mời cô chú đứng để chụp một kiểu ảnh ấy. Phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm. Mãi vâng, xin mời. Chúng ta khắc tên mình với vâng. Sáng lấp lánh dù cho thế. Em trai của chú rể có món quà mang tặng cho anh chị của mình. Vâng, xin mời em trai của chú rể. Đêm nay sóng gió sẽ về với mấy ngàn. Vâng, xin quý vị nổ lên một tràng pháo tay đi nào. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em của chú rể. Vâng, xin mời.
một đêm nhớ đôi bạn dung gì, hai đêm nhớ nhiều điều, ba đêm nhớ tiếng nói, bốn đêm nhớ đêm đôi người đâu. Chết trên nơi ôi quá yêu anh kia.
từ Việt Tiên Sơn. Vâng, xin mời bạn của cô dâu có món quà mang tặng cho chú rể và cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Buổi trưa ngày hôm nay. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh. Vâng, xin quý vị lổ lên một tràng pháo tay đi nào. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, và ngay sau đây thì dì của chú rể cũng có món quà mang trao tặng cho cháu của mình. Vâng, xin mời dì của chú rể. Vâng, dì của chú rể và em của chú rể, vâng, cũng có món quà mang trao tặng cho anh của mình. Vâng, xin quý vị nổ lên một tràng pháo tay đi. Công gửi trong cô hát trao duyên, cô hát nghĩa tình. Kìa hội xuân xa, kìa áo tứ thân, kìa nón ba tầng, đuôi gà tóc đỏ lơ tơ, áo khe che vạt chim đào. Người ru tôi vào mộ, người ru tôi say đắm dài khờ. Chợt nghe cô hát, người ơi người ở đường về, chia tay nhau sao mà lưu luyến thế, chia tay rồi sung sảng lại không đi. Trăng đêm sầm sao cứ hẹn cô hát, áo khăn đây người người lại đây, cứ vời vời nhớ thương. Gió khô ướt đẫm vai áo, chia tay rồi xin hẹn lại hôm sau. Người ơi đến hẹn lại về, người ơi xin được kính chào tạm biệt.